Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, vận may liên tục kéo tới, làm một được 10, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Từ tuổi 64 trở đi đến thời đổi vận, qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, thoát kiếp nghèo khổ, vận số giàu sang, phú quý, hậu vận an nhàn, viên mãn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được, ngược lại, thời vận may mắn đến. Nếu có điều gì thuận lợi cho mình, quý bản mệnh hãy mạnh dạn mà nắm bắt. Nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân không thể cản nổi. Thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của tuổi Nhâm Dần. Nếu không đề phòng và chú ý về chuyển biến trong vận trình của mình thì bản mệnh sẽ đại hạn triền miên, tài lộc đi hết. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu từ 64 tuổi trở đi, quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, ai cũng phát hờn ghen tị. Nói đến đây, sẽ có nhiều quý cô bác Nhâm Dần còn bán tính bán nghi, vậy thì quý cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Trong 12 con giáp, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3 trong chuỗi này. Loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân dã là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị du khống. Nhìn chung, những người mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Nhâm Dần thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui. Họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì thì trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng, không chút phần đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, chăm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại hay dựa dẫm vào người khác. Không giỏi xã giao lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm. Chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển,
Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báo của bậc quân vương. Nhâm Dần là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Nhâm Dần luôn dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo. Nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu, song hành chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với mệnh tuổi Nhâm Dần cũng vậy. Ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán, nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi Hổ rất được lòng mọi người. Họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người. Vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt. Dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, mệnh chủ hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Theo tử vi, vận mệnh của Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ phải thật bình tâm, không nên lỗ mãn hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Nhâm Dần có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn. Khi tuổi còn nhỏ, số mệnh chủ tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn. Ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi, an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vào tiền vận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nam mệnh tuổi Nhâm Dần là người có trí tuệ, có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Càng lớn tuổi, kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ đầu tư sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dốc rất thanh tú, nói chuyện vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải buông ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng thịnh,
nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà an nhàn. Nhâm Dần sinh năm 1962 có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn. Khi tuổi còn nhỏ, số bản mệnh tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn. Ở trung dận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu dận thì sẽ được thảnh thơi, an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những năm khó khăn nhất của bản mệnh tuổi Nhâm Dần là các năm ở độ tuổi như lúc 25 tuổi, 37 tuổi, 44 tuổi và 50 tuổi. Vào những năm này, bản mệnh thường hay bị hao tài bệnh tật, cho nên tránh không làm ăn lớn hoặc không nên kết hợp làm ăn với người khác, và cũng không nên thực hiện những việc có tính cách mà nó quyết định cho vận mệnh. Về đường công danh và sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần có phần tốt đẹp vào thời kỳ trung vận. Vào thời kỳ này thì phần gia đạo được đầy đủ và nhiều êm ấm. Điều này có thể tạo được một cuộc sống hạnh phúc trọn đời với bạn đời của mình. Sự nghiệp và công danh của quý chủ cũng sẽ được vững chắc và gặp khá là nhiều thuận lợi. Từ 64 tuổi trở đi, tiền bạc cũng được dồi dào hơn, cuộc sống cũng trong sự sung túc và ấm no hơn. Xét phương diện công danh, sự nghiệp, người tuổi Nhâm Dần có dã tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp. Họ đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển quá muộn, cũng không hài lòng với những nghề quá ổn định, không có nhiều thay đổi. Những thách thức vừa phải sẽ khiến họ có thể động lực đi đến thành công. Cuộc đời được Bất Động Tôn ban cho trí tuệ, Nhâm Dần là người thông minh, sáng tạo, có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình, bởi vậy những người này sẽ luôn đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời cơ. Tuổi Nhâm Dần có những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, nhờ vào tài năng lãnh đạo, tổ chức của mình mà những người này đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung sáng tạo trong công việc. Trong cuộc đời được Phật Đại Nhật Như Lai ban phúc, phúc tinh soi chiếu, có người che chở, nên gặp dữ quá lành. Họ có tài năng hơn người, lại dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự. Từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Cả cuộc đời con giáp này luôn tâm huyết, chăm chỉ làm việc, không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Nhâm Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra tuổi Nhâm Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Đối với tuổi Nhâm Dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc. Họ cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần thường xuyên, ta có thể dễ dàng thấy được một điều quan trọng nữa mà tuổi Nhâm Dần cần quan tâm, là cách họ phản ứng và hậu quả của sự nóng nảy. Kẻ thù tồi tệ nhất của con giáp này là thiệt hại họ gây ra cho chính mình trong các cơn bốc hỏa. Sự nhanh nhẹn và trí thông minh sắc bén giúp tuổi Nhâm Dần học rất nhanh. Bản tính chóng chán cộng với khát khao thử thách khiến họ đổi nghề nhiều hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm Dần tuy không thường xuyên đổi nghề nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung mục tiêu trong cuộc sống. Thế nhưng dù làm trong lĩnh vực nào, tính cách người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cũng chinh phục vinh quang bằng cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Về phương diện tài lộc, theo luận giải tử vi trọn đời cho thấy, người tuổi Nhâm Dần có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc. Đối với họ, thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải tiền tài. Nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi. Vận tài lộc cũng theo đó mà tới, dù không quan tâm, nhưng vận tài lộc của họ rất đỉnh và dồi dào bất tận. Những người này quan niệm rằng tiền bạc là vật ngoài thân, họ luôn lạc quan và vui tươi, yêu đời. Khi có tiền, họ rất rộng rãi chi tiêu cho bạn bè và người thân. Vì thế mà tuy thu nhập không tồi, nhưng tiền bạc tích lũy chẳng được là bao. Họ vui vẻ vì được làm điều mình thích, tự hào vì lý tưởng mà mình theo đuổi. Họ không có ham muốn phát tài. Ngoài địa vị và danh dự là hai thứ quan trọng trong cuộc đời, họ chỉ cần đủ chi tiêu là thỏa mãn với đời.
từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có tài lộc bất tận, tiền tài, danh vọng đều phát nhanh. Tuy nhiên tài lộc không nằm ở việc quý vị có tiền hay sự nghiệp lớn mạnh. Tài lộc còn nằm ở việc quý vị được ban sức khỏe tốt, có được sự kính trọng từ những người thân xung quanh, cuộc sống ấm êm, hạnh phúc hơn người khác rất nhiều. Đây cũng vốn là vận số người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 được hưởng, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục. Cũng có thể nói từ sau 50 tuổi, họ sẽ có được tài lộc viên mãn, sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống của con giáp này. Trong làm ăn, nếu người tuổi Nhâm Dần có thể kết hợp với người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi hãm hại trên đường đời. Theo luận đoán, tử vi tuổi Nhâm Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất, Mậu Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, Nhâm Dần không nên kết hợp với tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Nhâm Dần, Giáp Ngọ, bởi đó là những tuổi đại kỵ không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về tình cảm, người tuổi Dần đa số có đường tình duyên rất thuận lợi, may mắn, họ sẽ chẳng phải chạy theo ai trong cuộc đời. Ngược lại, tuổi Nhâm Dần luôn có nhiều người theo đuổi mình. Giữa đám đông, họ luôn là người nổi bật nhất, không chỉ vì hình thức bên ngoài, mà còn vì phong cách nói chuyện, sự cởi mở, hài hước của mình. Tuổi Nhâm Dần yêu một cách hết mình, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Họ yêu bằng trái tim và cảm xúc thật của mình, chân thành và trung thủy. Tuổi Nhâm Dần luôn đem lại niềm vui, tiếng cười cho người yêu bằng sự hài hước thân thiện của mình. Họ biết cách làm mới tình yêu, hết lòng vun đắp, xây dựng một mối tình trọn vẹn dài lâu. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần khá thông minh, biết cách kiểm soát cảm xúc tình yêu của mình ở mức độ vừa phải, không quá mù quáng. Tuy nhiên những cô nàng này dễ bị tổn thương. Những sai lầm nhỏ của đối phương cũng khiến họ cảm thấy đau khổ, buồn bã. Họ thích hưởng thụ cuộc sống tự do, độc thân hơn là việc lập gia đình. Bởi vậy mà phụ nữ tuổi Nhâm Dần kết hôn ở độ tuổi khá muộn. Dù khi đã lập gia đình, họ vẫn mong muốn duy trì một cuộc hôn nhân lãng mạn. Thủy chung, cô ấy sẽ luôn mang lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình, là người phụ nữ có trách nhiệm với con cái. Đàn ông tuổi Nhâm Dần khi yêu rất mãnh liệt và ngọt ngào. Họ biết cách lắng nghe, chia sẻ, nhường nhịn một nửa của mình, luôn sẵn sàng làm mọi thứ để người yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Đàn ông tuổi Nhâm Dần là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Họ thích chiếm hữu đối phương bởi sự đa nghi của mình. Đôi lúc, đàn ông tuổi Nhâm Dần cũng ghen tuông một cách mù quáng, vô lý. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Nhâm Dần thường rất gia trưởng, luôn muốn người khác phải nghe theo sự chỉ đạo của mình. Càng chung sống lâu dài, tính cách này càng bộc lộ rõ. Về gia đạo trong gia đình, họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, mỹ mãn, nhờ giỏi giao tiếp và dễ đồng cảm. Nhâm Dần đặc biệt gắn bó với gia đình, bạn bè. Xét về bản năng, tuổi Nhâm Dần không thực sự là con người của gia đình, vì cần rất nhiều tự do cho bản thân và một lịch trình hết sức khó dự đoán. Tuy nhiên, Nhâm Dần ổn định hơn trong cách sống và thể hiện cảm xúc dễ dàng hơn. Vì vậy, họ là tuổi Dần duy nhất có khả năng xây dựng các mối quan hệ gia đình sâu sắc và bền chặt trong gia đình. Họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, nuôi dạy con cái, nên về già sẽ được hưởng lộc từ con cái, sống cuộc đời an nhàn thảnh thơi. Về phương diện sức khỏe. Trong cuộc đời được ông Quan Đế độ mạng, ban cho sức khỏe, nhưng do thời trẻ lao thân kiếm tiền, vì trách nhiệm gia đình và xã hội, nên sang trung vận, sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm, nên chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Tuổi thọ trung bình từ 70 đến 85 tuổi, nhưng nếu ăn ở có phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống thọ đến già, hưởng lộc con cháu. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Nhâm Dần lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến việc mắc các bệnh cảm cúm thường thấy theo mùa. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Dần khi lớn tuổi cũng chịu sự chi phối của thời gian và thể chất, nên cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, xương khớp, răng miệng. Trong cuộc sống hàng ngày,
nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ và rèn luyện thể dục để nâng cao sức khỏe. Mặt khác, người tuổi Nhâm Dần đôi khi khó kiềm chế cảm xúc, thường trở nên nóng nảy. Điều này vô tình ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ. Vì vậy, người tuổi Nhâm Dần cần học cách tự chủ và suy nghĩ đơn giản, nhẹ nhàng hơn, nên chú ý giữ tinh thần thư thái, trừ bỏ khí hàn, hạn chế nổi nóng. Làm được vậy thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Tiếp theo là luận giải tử vi năm 2025 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Theo luận giải tử vi 12 con giáp thì tuổi Nhâm Dần thường được biết đến là người rất hướng ngoại, hòa đồng và có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Không những thế, bản mệnh còn rất kiên trì, bình tĩnh đối mặt với những nhiều vấn đề trở ngại trong công việc và trải qua nhiều thăng trầm, cũng như vấp ngã, thì cũng đã tích lũy được những kinh nghiệm để dần trưởng thành hơn trong cuộc sống. Trong năm 2025, vận trình của bản mệnh được dự đoán sẽ thuận buồm xuôi gió, được quý nhân giúp đỡ, từng bước giải quyết được những khó khăn, người đi làm ăn xa, đi công tác ra nhà cũng sẽ thu về được thành quả. Thời điểm này được các tinh chiếu rọi, vận quý nhân dượng, thúc đẩy vận trình rất hanh thông, mưu sự thuận lợi, công việc tiến triển thuận lợi, có nhiều cơ hội phát triển mới, uy tín và vị thế được khẳng định vững vàng, một phần nhỏ là nhờ vào sự trợ giúp của mọi người, nhưng mà đa phần là nỗ lực của bản thân. Đến giờ thì bản mệnh có thể xe cao gối mà ngủ và gạt bỏ sự lo lắng muộn phiền qua một bên. Sự đổi mới trong sự nghiệp sẽ giúp bản mệnh có thêm nguồn cảm hứng phát triển, sáng tạo hết mức và có khả năng sẽ được cấp trên công nhận. Từ giai đoạn này trở đi cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn vì có thần tài chiếu cố nồng hậu, cho nên sẽ có cơ hội thắng cuộc rất nhiều trong lĩnh vực bốc thăm trúng thưởng hay mua vé trúng độc đắc. Và nếu gặp được thời cơ đầu cơ tốt thì nhớ hãy nắm bắt cơ hội, không nên thờ ơ, hãy nghiêm túc nghĩ đến chuyện đổi đời mà tiêu tiền vào đúng chỗ. Trong năm này sẽ là năm tốt để những chú hổ mua nhà, đổi xe, thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nhé. Nếu may mắn thì cuối năm này bản mệnh đã có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, tinh thần làm việc hăng hái và cộng thêm chút may mắn về tài chính sẽ mang tới buồn thu dồi dào cho bản thân. Trong thời gian này, tiền vào đầy túi, chi tiêu rủng rỉnh, xua tan áp lực tiền bạc. Nhất là với gia đình nào mà đang trong quá trình vay mượn mua nhà cửa, xe cộ trả góp, thì lúc này đây sẽ không phải lo lắng rồi. Kinh doanh buôn bán lý tưởng, mua may bán đắt, chắc chắn sẽ nhận được nhiều đơn hàng tới tấp. Thời điểm này, bản mệnh cũng cần phải mạnh dạn tung ra sản phẩm mới, hay là phải thực hiện những giao dịch lớn, vận khí đang lên, mọi việc sẽ suôn sẻ cả thôi. Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín và được khách hàng tin tưởng, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền, tất toán nợ nần, cuộc sống sẽ ngày càng khởi sắc. Luận giải tử vi năm 2026 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Nhâm Dần có cơ hội gặp được nhiều điều như ý muốn ở năm 2026 này, nhờ vậy mà tinh thần luôn lạc quan, tích cực, sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội. Ở trên phương diện tình cảm thì có sao Thái âm chiếu mệnh, nhân duyên khởi dượng, gia đình sum họp, đầm ấm, con cháu thảo hiền, chăm sóc và cung phụng bản mệnh rất chu toàn. Ở phương diện công danh, sự nghiệp trong thời điểm này dưỡng phát bất ngờ, có thể gặp đôi chút rắc rối khi mà chưa đủ tập trung, nhưng khi đã vào guồng thì bản mệnh sẽ lấy lại được nhịp độ khá nhanh và giải quyết được hầu hết các hạng mục tồn đọng để dành thời gian cho những kế hoạch mới. Đường tài lộc cũng sẽ may mắn, lúc này vẫn ổn định, nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng, giúp cho Nhâm Dần trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu có ý định đầu tư thì không nên mạo hiểm, phải tính toán kỹ mọi phương diện trước khi tiến hành. Luận giải tử vi năm 2027 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Nhâm Dần sẽ được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại trong năm này. Chính vì thế, hãy nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để hoàn thành, bởi đây chính là bước đệm để thăng tiến trong tương lai, giữ một vị trí đáng ngưỡng mộ. Câu chuyện tài lộc thì rất hanh thông khi mà bản mệnh nhận được lợi nhuận từ mối đầu tư trước đó. Nếu là người làm công ăn lương thì sẽ nhận được các khoản tiền thưởng nóng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu muốn cải thiện thu nhập thì có thể sắp xếp thời gian làm thêm. Chuyện tình cảm và gia đạo. Với các cặp vợ chồng, hai người đang tận hưởng mọi lúc ở bên nhau, quan hệ ngọt ngào, đáng ngưỡng mộ dù tuổi đã cao, là tấm gương về hạnh phúc cho con cháu. Tuy nhiên,
Thái Tuế xuất hiện, cho nên Kênh Minh Đường Tử Di đưa ra lời khuyên, bản mệnh nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, đi công tác hay là du lịch, và trước khi rời nhà thì nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn nhé. Luận giải Tử Di năm 2028 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Phương diện sự nghiệp của Nhâm Dần không chỉ toàn những điều thuận lợi, vì thế, dù có được cấp trên ưu ái vào đầu năm, tuy nhiên, cũng chớ nên chủ quan, hãy luôn kiểm tra công việc kỹ càng trước khi hoàn thành, để nó có thể tránh được những lỗi không đáng có. Người làm ăn kinh doanh và người làm nghề tự do thì gặt hái được khá nhiều thành công trong năm nay. Bản mệnh đã rất dũng cảm thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ và thu được lợi nhuận, bước đầu có thể suy nghĩ đến việc duy trì định hướng này. Sau dịch mã chiếu mệnh xuất hiện, cho nên Kênh Minh Đường Tử Vi đưa ra lời khuyên là những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời nhé. Hiện tại càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Câu chuyện tình cảm gia đình có nhiều tổn thương bởi bản mệnh cảm thấy rằng người thân không thực sự coi trọng mình. Người thân thường tự mình đưa ra mọi quyết định mà không hề trao đổi với mình. Có lẽ hai người cần một buổi trao đổi thẳng thắn để giải quyết các vấn đề tồn tại. Luận giải Tử Vi năm 2029 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Luận giải Tử Vi năm mới của 12 con giáp thấy rằng năm nay là năm hung cát đang xen đối với Nhâm Dần. Trên phương diện sự nghiệp, đầu năm bản mệnh phải tự lực cánh sinh, song nhờ vậy mà sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân và gặt hái được thành tích đáng mừng. Thực tế thì chuyện làm ăn vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực. Trong thời điểm này, có lẽ bản mệnh nên thử thách bản thân nhiều hơn ở những lĩnh vực mới, chứ đừng vội vàng hài lòng với thực tại, nếu không là đối thủ sẽ nhanh chóng vượt lên trên. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức cũng là một lời khẳng định cho rằng nếu quyết tâm không bỏ cuộc thì dần dần mọi việc sẽ có dấu hiệu tốt dần lên. Đến khi cơ hội mở ra trước mắt, hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, rồi bạn sẽ học được nhiều bài học đáng quý. Ở phương diện tình cảm thì không mấy bình yên, khi gia đạo thường xuyên có mâu thuẫn, ý kiến với nhau vì thường bắt đối phương nghe theo mình. Điều đó khiến người ấy thật là mệt mỏi, nhưng cuối cùng, khi ngồi lại trò chuyện với các thành viên thì sẽ ngày càng thấu hiểu và bao dung cho nhau. Luận giải Tử Vi năm 2030 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Nhâm Dần vẫn theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp, bản mệnh sẽ có khá nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình đó. Cũng đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác giúp tập thể phát triển nhanh chóng, tuy nhiên, cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức về thành tích của mình. Về phương diện tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc vào cuối năm, chính vì thế mà hãy luôn nhắc nhở bản thân luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Chỉ cần chịu cố gắng vất vả một chút là sẽ có một túi tiền rủng rỉnh, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tiếc rằng, phương diện tình cảm thì lại quá mức ảm đạm, vợ chồng thường xuyên không bằng lòng với nhau. Dù chỉ là những hành động nhỏ, có lẽ đôi bên cần cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh suy nghĩ về quan hệ hiện tại. Bạch Hổ xuất hiện cũng sẽ mang lại điềm báo cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bản mệnh cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng xảy ra những sự cố đáng tiếc. Quý khán giả thân mến, ngày sinh có ảnh hưởng rất lớn đối với mệnh số tương lai và hậu vận của một người. Vì vậy, đó là lý do có rất nhiều người tuy là sinh cùng năm, cùng tuổi, nhưng có người thì giàu sang, thế nhưng có người lại bình phàm, lại có những người thì lại nghèo khổ mạt vận. Và sau đây, cô bác hãy cùng Kênh Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết để tìm hiểu mệnh số của tuổi Nhâm Dần 1962 dựa vào ngày giờ sinh nhé. Một tháng có 30 ngày, thì mỗi ngày đều được đại diện bởi 12 con giáp và tuổi Nhâm Dần 1962 nếu sinh vào các ngày khác nhau thì cũng sẽ có số phận tương lai khác nhau, cụ thể như sau. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Tý, cuộc sống có khi sẽ gặp thử thách, tuy nhiên, bản mệnh vẫn có thể vượt qua được và đạt được những thành công. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Sửu, tính tình trầm và ít nói, không thích giao du, kết bạn, trong công việc luôn được sếp tin tưởng, còn đồng nghiệp thì yêu quý. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Dần, bản mệnh là người được chú ý, được thu hút bởi ánh nhìn của những người khác phái, cũng do vậy mà bản mệnh có thể sẽ trải qua khá nhiều những mối tình. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Mão, bản mệnh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, con cháu thi thành đạt và hiếu thuận.
Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Thìn, bản mệnh sống khá là giản dị và dễ gần, cuộc sống rất bình thường. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Tỵ, công việc, sự nghiệp khá là tốt, tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe và mặc trang phục phù hợp khi thời tiết giao mùa. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Ngọ, bản mệnh là người có tài năng thiên bẩm, có năng khiếu nghệ thuật độc đáo và có sở thích là yêu thích thơ ca, hội họa. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Mùi, bản mệnh là người đức độ, hiền lành, sống rất có nghĩa khí. Nếu là nam thì sẽ là điểm tựa vững chắc cho gia đình, còn nữ thì sẽ là người vợ, người mẹ rất tuyệt vời. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Thân, bản mệnh có số đào hoa, được nhiều người thầm thương, trộm nhớ, cuộc sống vợ chồng vui vẻ và đầm ấm. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Dậu, bản mệnh là người rất mạnh mẽ, sống quyết đoán, tuy nhiên lại rất khó bộc lộ được cảm xúc với người thương, tình duyên đến khá là muộn. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Tuất, bản mệnh là người trung thực, nghĩa khí, sau khi kết hôn, gia đình hạnh phúc, con cháu thì hòa thuận. Tuổi Nhâm Dần sinh ngày Hợi, bản mệnh tính tình hòa đồng, vui vẻ, tình duyên tốt đẹp. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, vận trình cụ thể như sau. Vận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức là tháng Giêng, trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được sống trong phú quý, người này có số thăng quan, phát tài, thông minh, tài giỏi, ở trên dạng người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở. Người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông, vượng phát. Có thể nói, người cầm tinh con hổ mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, vừa sinh ra đã được hưởng phú khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng tiết kinh trập, là thời điểm xuất lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người này tài trí hơn người, dùng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành. Có tài kinh ban tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh của người này vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp, kinh thiên động địa, vừa có đức, lại vừa có tài, vừa có chí, lại vừa có dũng, vừa có chung, lại vừa có hiếu. Quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, người này được cường lộc đất trời nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, hoạn lộ hanh thông, trọng người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, từ sau tuổi trung niên thì điểm khởi phát, không gì có thể ngăn cản được, sự thăng tiến nhanh như vũ bão, thấy hiếm người bị kịp. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 3 âm lịch trời phú cho sự thông minh, đỉnh ngộ. Dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao tới bất ngờ, đường công danh, sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, tiết trời nóng bức, song cây cối lại sum suê, tươi tốt. Người này được hưởng phú quý cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hiếu thảo. Xem bói tử vi thì thấy rằng người này có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan, tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao, tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Vận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, vận mệnh người này khá tốt. Con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến, biết lùi, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế, bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình, nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống. Tính cách ngay thẳng,
cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, người này tính khí có phần nóng nảy, nên dễ đắc tội với người khác, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Dận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó. Chính nhờ thế mà người này có ý chí hơn người, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm ai sánh bằng. Có điều, ý chí không thiếu mà tài lực lại có phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Vận mệnh của người này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ tới cùng. Có ý chí, có quyết tâm, song một đời nhiều lần thất vọng khi ước mơ. Tuy có lòng thực hiện bản thân, nhưng tài lực không đủ, lại không may mắn có quý nhân giúp đỡ, nên có thể gặp phải chuyện tan tóc, mất đi người quý giá. Dận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch vào tiết Lập Thu, người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người này có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người. Họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận vẫn gặp nhiều trắc trở. Từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 8 âm lịch. Người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh, khi có thiên tư dĩnh ngộ, mưu sự siêu diệt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng, nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có cả, đều được trọng, gian danh bốn bể, ý chí ngất trời. Sau người này phúc lộc tổ tông bạc, nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính, may sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung quá cát, vận trình dần dần hưng dượng, dạng sự đại cát, công thành danh toại. Dận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ. Người này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiểm sinh không gặp thời nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng đại nghiệp. Thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân, xóa bỏ tạp niệm. Người này tài trí hơn người, thông minh, linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống, khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm, ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao, tự đại, nên làm gì cũng khó khăn cản trở, không được quý nhân ái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thán thế sự, không chiều lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó chịu khổ thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Dận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết Lập Đông. Vận mệnh người này tuy rằng vất vả, nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng phải dựa vào người khác thì mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn, vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết. Người này vận mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, hạn lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, dạng sự cẩn trọng dẫn hơn. Người này cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì dễ dàng, to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền. Trong mệnh có điểm báo hiểm họa lao tù, nên cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là cảnh giác, kẻo sẽ vướng vào tai họa từ trên trời rơi xuống. Dận số tuổi Nhâm Dần 1962 sinh tháng 12 âm lịch.
Tháng 12 âm lịch tức là tháng chạp, cuộc đời của người này nhiều sóng gió, ưu tư, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè để dựng dẫn quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra đạt được ước nguyện, có sự nghiệp, công danh thăng tiến. Tiếp sau đây sẽ là phần vô cùng quan trọng và thú vị. Mời quý cô bác cùng lắng nghe luận giải chi tiết của từng năm âm lịch để từ đó có thể đưa ra cho mình những cái nhìn khách quan nhất. Quý vị thân mến, những người cùng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ có vận số khác nhau khi sinh vào các khung giờ khác nhau. Trong ngày sinh, nếu vào giờ đẹp thì bản mệnh sẽ có số hưởng phúc lộc, gặp nhiều may mắn, và ngược lại, nếu sinh vào các giờ không hợp tuổi thì bản mệnh cần phải cố gắng nhiều hơn để tự lập trên con đường gây dựng công danh sự nghiệp. Sinh vào giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Bản mệnh là người có kiến thức uyên bác, công danh thành đạt, gia đạo yên ấm, hạnh phúc. Sinh vào giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Bản mệnh sẽ có thời tiền vận và trung vận đầy gian nan, thử thách, có số hưởng phúc lộc từ tổ tiên và quý nhân trợ giúp. Chính vì thế, tương lai sẽ phát đạt, hậu vận được an nhàn. Sinh vào giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Bản mệnh cũng nên dĩ hòa vi quý nhé, tránh tranh chấp với người khác mà gây bất hòa. Cuộc sống của bản mệnh lúc này bình ổn, vui vẻ. Sinh vào giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Bản mệnh là người có trí tuệ sáng tạo, thành đạt trong công việc, tuy nhiên có số hao tài lộc, chính vì thế nên có kế hoạch tài chính và chi tiêu hợp lý. Sinh vào giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, cuộc sống bình an. Sinh vào giờ Tý, từ 9 giờ đến 11 giờ, bản mệnh cần nỗ lực và chú tâm nhiều hơn trong công việc. Sinh vào giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, bản mệnh ít được trợ giúp từ người thân, tuy nhiên cứ cố gắng vươn lên thì sẽ đạt được công danh. Sinh vào giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ, bản mệnh làm ăn thuận lợi, đường tình duyên tốt đẹp. Sinh vào giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ, bản mệnh ở tiền vận và trung vận sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng cứ dũng cảm dám đương đầu với khó khăn thì sau 30 tuổi sự nghiệp sẽ bước vào ổn định. Sinh vào giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, bản mệnh tuổi Nhâm Dần thông minh, nhanh trí, có nhiều ý tưởng sáng tạo, công việc thuận lợi, may mắn. Sinh vào giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ, bản mệnh là người rất độ lượng, hiền lành, dễ làm nên đại sự. Sinh vào giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, bản mệnh là người thông minh, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, dễ thành công trong công việc và cuộc sống. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.